Vâng, xin chào quý vị. Quý vị đang xem trên màn hình đây là hình ảnh chiếc tủ kệ tivi 3 cục tháo rời kiểu kệ đồng tiền cũng như là kệ mõ. Quý vị đang thấy trên mình chúng tôi chụp hình kệ này là hàng siêu VIP, cánh toàn bộ cánh dày 2 phân rưỡi, đục chạm thủ công 100% bằng tay, và ván mặt cộng ván hồi là liền tấm dày 1 phân rưỡi, hàng VIP được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là thửa mới dựng lên hôm nay 16 tháng 8 năm 2016. Chiếc kệ này có kích thước là chiều dài là 2m60 và chiều sâu là 55 phân, và điểm cao nhất ở chiếc kệ này là cái cục ở giữa này cao 90 phân. Đó, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Chiếc kệ này là hàng VIP, hàng siêu VIP được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thửa lên. Riêng các cái hàng sản phẩm đục thủ công này Thành Luân chúng tôi là sở trường được. Các cái sản phẩm này mang lại tên tuổi đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rất lớn trên thị trường toàn quốc cũng như là ngoài nước. Đấy, quý vị đang thấy đây, chúng tôi xin nhắc lại kệ này dài 2m60, toàn bộ 8 cánh tủ này dày 2 phân rưỡi, được đục chạm thủ công 100% bằng tay, ván mặt liền tấm dày 1 phân rưỡi và ván hai bên hồi cũng dày 1 phân rưỡi. Đấy, quý vị đang thấy đây, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Thành Luân chúng tôi sẽ mang đến những cái sản phẩm thật ưng ý cho quý khách. Quý vị xem tiếp các hình ảnh mà chúng tôi chụp những sản phẩm này. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau. Đó, những cái cánh chúng tôi đục theo đúng lối các bộ minh nghề gỗ mun hàng VIP, đục chạm thủ công 100% bằng tay. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.